Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an. Việt Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật Thích Ca, tự nhiên đi. Tiêu thiêu hồ nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì ngai vàng sơ sơ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi vân niên. Thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát là tăng thiên già na đức hộ pháp mà di đà thiên. Thank you.
Minh Tâm Bảo Điện Sứ Cư Thượng
là tất nhiên cũng chẳng hạ thiên khai phủ trình đồng dự tu phát hành quan điểm thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh hiền thanh ký khổ tạo quan chỉ cùng mãn số phụ nghinh tam phủ tiên đa sơn trang nghe thế lại mệnh hình phụng công hoa nghi năm chu tượng mã kim ngân ngũ sắc hình nhân tích tướng sám tẩy thân cằn phụng hành đoàn ra thiết thực cô hồn truyền kỳ minh tâm kiên pháp gia đạo khang ninh vạn an trường ninh phúc tử sơn hà tràng sinh thọ sư kim đà tử thủ nhan mộc ân thanh đồng vũ thị duyên hiệu tâm nguyên dẫn trình đệ tử tân đồng vũ thị huyên hiệu và tâm hoàn tiền nghiệp sinh tại vệ quốc tinh châu tái đầu tại việt nam quốc ca đầu vũ vũ a tộc xuất sinh bản mệnh ư a ở thời niên thành thượng trực ca đoài cung kiến sinh vệ thượng khanh đệ nhị cự môn bắc tấu tinh quân thượng thanh bản mệnh nữ nguyên thần vệ thượng khanh chân quân đoài trạch đại phúc thần quan hành canh nhị thập lục quế kim niên chính trực thái bạch tinh quân động năm bát quái càn cung thần quan hiệp vị kỳ an gia nội sinh phụ vũ mạnh cường niên sinh bản mệnh mậu thân niên hành canh ngũ thập tam quế sinh mẫu vũ thị hằng niên sinh bản mệnh quý sửu niên hành canh tứ thập mà bát quế bảo huynh vũ văn hình niên sinh bản mệnh quý trọng niên hành canh nhị thập bát quế hợp đồng can chi bản mệnh đồng gia chuyên môn quyết đẳng tức nhật ngưỡng can ni thiết tiệm đàn pháo sinh trần giới kết tập nghiệp duyên vì sắc thân nãi phụ mẫu sinh thành như căn bệnh thuộc thánh tiên quán trường dục đắc an toàn tính mạnh tất tu một thần phù vi ngũ nghiệp trùng phúc kinh thừa sự vị giai phu thánh nghi thần tuệ chứng xuất ngôn na duy hợp ư nhân tình kính độc các nhật kiện bị trong nghi cần cụ sơ văn kiện thân thượng tâu tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế ngọc bè thiên phủ hiệu thiên chí tôn kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bè phong đô nguyên thiên đại đế quan thanh đế quân ngọc bệ hạ quý phủ chí tôn phù tan cam lâm đại đế ngọc bệ hạ nhà phủ chí tôn ngũ nhạc gia khánh hoàng đế ngọc bệ hạ thiên tiên tam tòa quốc mẫu quỳnh hoa rung liêu hạnh công chúa ngọc bệ hạ phủ tư thiên sư đà trường bá tào quan niên trực công tào vì tiền cai đồng cụ mệnh nhất thiết thánh chúng vị tiền cũng bảo thanh từ đồng thì trước ám phục nguyện hoàng phi tử rục tư bồi thiên quả nhĩ biến thành mặc vận thân khu điểm định các hoa sàng đạn nghi quang phố ảnh ninh chư ngoại vòng kỳ cung bồi hạ đức ân thứ đắc thân phàm đối danh chính môn thuần miệng ngã trị tòa sự uông phong hỏa khứ phúc nay doãn hiệp đồng mông cát tư khánh tình vô nhân cái tiếp bình quanh chi chi cần sơ đại tô chí văn thiên vận canh ký niên na ngũ nguyệt phúc sinh nhật thời thần đệ tử để cụ thành tâm hòa nam thượng sơ bút chu phê chiến nhạc bút chu phê
chỉ tả sai tình bộ bình thủy. Dâng lá số hồng đôi tay tiên đi, dâng lá số hồng nhìn để sức công đồng nhìn Phật và thanh chứng minh ông về đâu sâu cho đồng. Công đồng nghị vật thanh chứng minh tôn quan tâu số cho đồng. Trước trình Phật thanh, sau trình vua gia trình lên quốc mẫu trên tòa. Thánh chúa tiên trung vương ga la từ xa bình từ bi mẫn xuất sinh tu kim định lệ song nhan thập vì điều quang minh phả chiếu thiên tôn. Bấy nhiêu trứng rồng lại nở ra rồng, lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại lẩy cây sinh rừng già bốn mùa tốt tốt tươi tươi. Mở quạt hai đàn quạt lớn về, mở quạt hai đàn quạt tươi quạt tốt phúc hồng từ đây ông về quạt bát cho đồng đồng. Sáng cho đồng quan lớn về, khai sáng cho đồng nghỉ khai trong tam giới sạch thông lầu lầu ông về khai sáng cho đồng. Tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại mười phần thanh cao nước tiên tẩy hết bụi trần. Cho đồng khăn tiên lau mặt cho đồng nghỉ tẩy đi cái bụi yêu phiền từ lâu khăn tiên lau mặt cho đồng trải chút cho đồng ông về trải chút cho đồng nghỉ gỡ đi cái rối ưu phiền từ lâu ông về trải chút cho đồng chứng lễ dầu cầu quan lớn về chứng lễ dầu cầu đổ cho đệ tử lấy phúc hồng dài lâu. Chương thuốc chương trà quang lớn về chương thuốc chương trà thuốc thêm hương vị trà thêm mắt đồng ông về cắt tóc làm tôi cắt tóc làm tôi cúi đầu cắt tóc làm tôi ơn trên phần thanh dưới phải theo đồng thầy một lòng không dám được sai. Thủ
thưởng lộc ban công quan lớn về, thưởng lộc ban công nghi ban công, thưởng lộc để cho đồng giàu sang. Bỏ sổ nam tàu quan lớn về, bỏ sổ nam tàu gạch đi chữ mực, phê vào chữ son phê cho hai chữ trường sinh. Lộc lở như hoa bốn mùa, lộc lở như hoa xuân đa cát khách, nay sương ta chơi bời quân thần phải đã làm tôi. Ban công thưởng lộc để cho đồng giàu sang. Nước thần lấy ở sông Hân, tươi lên cây phủ bốn mùa xanh tươi, nước thần lấy ở sông Hân. Gieo hạt nảy mầm quan lớn về, gieo hạt nảy mầm, gieo bao nhiêu hạt hoa thành mầm xanh ông về, gieo hạt nảy mầm. Chấm lính nhất đồng ngày hôm nay, chấm lính nhất đồng nghỉ nhất được lính mới, khăn hồng quan ban vào làm để được cung tiên. Mở phủ kéo cầu quan lớn về, mở phủ kéo cầu đồng tân lính mới, theo cầu mà lên qua cầu rồi lại qua cầu, sở nguyện như ý cho sở cầu tòng tâm. Khai nhĩ tinh thanh khai khẩu thông minh, viết khai tích lăng bộ hành song nhan thập kỳ diệu, quang minh chứng hình nhân nhân. Oh, yeah.
Ngày mai ngày này tháng tốt, ngày tốt tháng đẹp, ngày đại cát giờ đại an, tháng 8 được cha, tháng 3 được mẫu, tháng 5 được quan đệ vũ tiệc mến một cung nương hả? Ngày hôm nay pháp sư thân tiền thân con anh ta đã quản bạch ta về. Anh ta về cho năm giáng ngự giáng đền giáng thủ chứng đủ lớn nha, ban phúc như ơn ban khen năm thủ cho gia chủ đó. Cũng ngày hôm nay trí nguyện tâm thành nhất tâm cửa Phật thật tâm cửa thánh họ tiền tính thanh đồng thủ nhang đó. Cờ vì đại tấu tấn trình tâm thanh đồng họ phúc họ ngày hôm nay đức lập đàm tràng họ tha cả. Đình thần tam cũng phù hợp, con anh ta đổ cho thanh đàm có lễ ngày hôm nay được chu viên tấu hảo, được sở nguyện như ý sở cầu được tòng tâm nhá. Tâm thanh đồng từ nay trở đi từ chi trí học, được yên căn yên số yên cả ngày được tổng khôn tổng năng tổng sao tổng lịch sử hả? Được đứa gia trung họ cũng được từ nay trở đi lấm nước chảy một tầng thuyền xuôi một bến, được chân thọ giấy hòa trong tấm hài em nhá. Thanh đồng cũng nhau cũng được từ nay trở đi thì chi trí học được tổng sao tổng lịch sử, còn được tổng công nhau tổng sao để được tổng đưa đến tổng sao cũng về. Ban khen ban thưởng cho ngày hôm nay tờ đơn cánh sỡ rõ ràng đầy mạch bằng xem bằng chọn cho thầy pháp văn cùng những vị hồ dân của các đồng anh đồng chị đồng quan nhóm thánh hợp về đồng viện hóa hồ dân của hàng ngày hôm nay không trực cửa quan người ta độ theo độ phúc cho nào độ nhà đấy được xâm đa cát thánh thảm bảo bình an thu miếng tam tai đồng linh bách phúc nhờ ha. Thank you.
đảo phòng phòng lùi đi giờ giật giật kỳ diệu quang minh phá siêu thiên thì tôn ai văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên ông về tông đối xem biết rõ ràng khi cho hai chữ trường sinh khai nghĩ tình thành khai khẩu thông minh biết khai túc lòng cổ hành khai quang thập kỳ diệu quang minh chứng hình nhân chứng phủ cho đồng đi đổ cho đệ tử phúc hồng dài lâu ông về chứng phủ cho đồng mở phủ khai hồ quan lớn về mở phủ khai hồ đổ cho đệ tử phúc hồng từ đây ông về mở phủ khai hồ bấy nhiêu trứng rồng lại lợi ra rồng mở quạt khai đàn quang lớn về mở quạt khai đàn đi quạt tươi quạt tốt phúc hồng từ đây ông về mở quạt khai đàn cho đồng quạt lớn về khai sáng cho đồng nghỉ khai trong tam giới sạch thông lầu lầu ông về khai sáng cho đồng bụi trần nước tiên tẩy hết bụi trần thì thanh cao rồi lại mười phần thanh cao nước tiên tẩy hết bụi trần lau mặt cho đồng khăn tiên lau mặt cho đồng nghỉ mặt hoa ra phân trắng trong ngọc ngà khăn tiên lau mặt cho đồng cắt tóc làm tôi nguyện từ nay làm tôi ơn trên Phật thành dưới con theo đồng thầy một lòng không dám đơn sai trải chút cho đồng quan lớn về trải chút cho đồng kỳ gỡ đi cái dối ưu việt từ lâu ông về trải chút cho đồng ví tựa vàng son lá dầu ví tựa vàng son cầu xanh ví thực
trái tim thanh đồng ông về trên mẹ dầu cầu. Thưởng lộc ban công quang lớn lề, thưởng lộc ban công y ban ngân ban xin để cho đồng vinh hoa ông về thưởng lộc ban công. Trứng thuốc trứng trà quan lớn về, trứng thuốc trứng trà trà thêm hương vị, thuốc thêm mật lòng ông về trứng thuốc trứng trà. Mở sổ nam tàu quan lớn về, mở sổ nam tàu gạch đi chữ mực, phê vào chữ son phê cho hai chữ trường sinh. Thưởng lộc ban công nghi ban công, thưởng lộc để cho đồng hương hoa. Lộc lở như hoa bốn mùa, lộc lở như hoa xuân đã gắt thanh nay sướng ca chơi bởi quân thần phải đạo làm tôi. Lấy ở sông Ân nước thần, lấy ở sông Ân tưới lên cây phủ bốn mùa xanh tươi nước thần, lấy ở sông Ân. Mầm quan lớn về, gieo hạt nảy mầm, gieo bao nhiêu hạt hoa thành cây xanh xanh về gieo hạt nảy mầm. Chấm lính nhận đồng ngày hôm nay, chấm lính nhận đồng ý nhận được linh mới, khăn hồng quan ban vào làm để cung tiên. Mở phủ kéo cầu ủy đồng tân linh mới, theo cầu mà lên qua cầu rồi lại qua cầu, sở nguyện như ý cho sở cầu đồng tâm. Khai minh tích thanh, khai khẩu thông minh, viết khai bức lăng bộ hành, giang nhan thần kỳ diệu quang minh trên chữ hình nhân. Thật tâm của thánh, hiển chính thanh tầng của nhan họ cứ cờ vì đại tấu
dẫn trình tân thanh đồng phó của họ thiết lập đàn tràng, hai người họ phụ sắc của trình đồng và đang độ cho được cái tân thanh đồng phó từ nay trở đi từ chi chính hợp từ yên can yên sổ yên tổng lệnh nó lần sang bắn sự ra trong thì lượng nước chảy một tầng thủy sơn một bến trên sọc dưới hạ cho tấm hải êm nhá. Càng 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 thủy các pháp sư này hôm nay tờ được cánh sớ rõ ràng về mạch họ càng 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 thủy các thầy pháp căn. Dạ. Đứng xa không quản về từ canh đảng con lệ của tân thanh đồng phong cũ hả cải cách bộ cho được phúc nhà nào được lộc nhà đấy được sông đà cát khánh hạ bảo bình an thu miễn tam tài đông linh bách phúc nhờ ha. We'll be right back.
ngày lành giấc một chuyện nhang nghi tấu về thủy phủ dương gian các tòa chốn đó là chốn diêm la khai quang dung nhan cầm cờ hiệu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cung dạng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương thượng lại văn sớ dâng lên vương quang tô đấy chép biển gió giảng khi cho hai chữ trường sinh khai nhị tính thanh khai khẩu thông minh thiết khai túc lăng cổ hành khai quang thập kỳ diệu quang minh chứng hình nhân phủ cho đồng quan lớn về chứng phủ cho đồng y đồ cho đệ tử phúc hồng dài lâu ông về chứng phủ cho đồng bấy nhiêu chữ rồng lại lại ra rồng mở quạt hai đàn quạt lớn thề mở quạt hai đàn đi quạt tươi quạt tốt phúc hồng từ đây ông về quạt mắt cho đồng lau mặt cho đồng khăn tiên lau mặt cho đồng tẩy đi cái bụi yêu phiền từ lâu ông về lau mặt cho đồng bụi trần nước tiên tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại người phật thanh cao nước tiên tẩy hết bụi trần trải chuốt cho đồng quan lớn về trải chuốt cho đồng nghỉ gỡ đi cái dối yêu phiền từ lâu ông về trải chuốt cho đồng cắt tóc làm tôi cúi đầu cắt tóc làm tôi ơn trên phật thanh dưới phải theo đồng thầy một lòng không dám đơn sai ví tựa vàng xót lá dầu ví tựa vàng xót cầu xanh ví thực trái tim thanh đồng ông về trên chế dầu cầu chừng thuốc chừng trà quan lớn về chừng thuốc chừng trà thêm hương vị trà thêm mặn đồng ông về chúc 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 trà khai sáng cho đồng quan lớn về khai sáng cho đồng nghỉ khai trong tam giới sạch thông lầu lầu ông về khai sáng cho đồng thưởng lộc ban công quan lớn về thưởng lộc ban công y ban công thưởng lộc để cho đồng vinh vinh hoa quan lớn về mở sổ nam tàu gạch đi chữ mực phê vào chữ son phê cho hai chữ trường sinh lộc lở như hoa bốn mùa lộc lở như hoa xuân đa cát thanh sướng ca chơi bởi quân thần phải đạo làm tôi sông ngân nước thần lấy ở sông ngân tươi lên cây phủ bốn mùa xanh tươi nước thần lấy ở sông ngân gieo hạt nảy mầm quang lớn về gieo hạt nảy mầm vì gieo bao nhiêu hạt hoa thành cây xanh xanh về gieo hạt nảy mầm chấm linh nhất đồng ngày hôm nay chấm linh nhất đồng nghỉ nhận được linh mới khăn hồng quan ban vào làm để cung cung thiên làm lễ cuốn cầu quan lớn về làm lễ cuốn cầu đồng tân linh mới theo
như ý do sở cầu nhất tâm. Khai ý tinh thành, khai khẩu thông minh, thiết khai túc lâm bộ hành, khai quang thập kỳ diệu quang minh chứng hình nhân. Thank you.
gươm thần. Ba tấc tay ngang dọc, chỉ dày trời Tây. Lấp lấp biển đông dài giang về lên ngàn quan xuống biển lạnh lạnh giang từ quý địa sạch lam để thờ quan ta tí kiều vàng lòng lòng môn hồ bàn thạch bàn vẫn còn ghi hoa tức thì lâu đài điện cát ni dâng nước về thủy quốc một khi truyền quân đi lấy ngọc lưu ly cồn cồn dâng nước pháp thời không khai Lan nổi dòng nghỉ xếp
Vua quân trèo du lịch bốn phương, có phen đi tuần thu sông Tường, trở về tỉnh Bắc qua Dương Lục đầu. Ra hồi tiệc hồng môn thỉnh quan đệ tử bốn con trời. Giá gửi tiên cung đẹp bắc ngân đi Hà Câu. Ngân đi Hà liệt hàng nghi tinh nghi tung sao xa y hề giữa trời hề. Hồng dài lâu ông về quạt mát cho đồng.
khăn tiên lau mặt cho đồng thì mặt hoa ra phấn trắng trong ngọc ngà khăn tiên lau mặt cho đồng 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 cắt tóc làm tôi nguyện từ nay cắt tóc làm tôi ơn trên phận thành dưới con theo đồng thầy một lòng không dám đâu sai trải chút cho đồng quan lớn về trải chút cho đồng thì gỡ đi cái giới từ lâu ông về trả chút cho đồng đồng hết bụi trần nước tiền tẩy hết bụi trần chỉ cho thanh cao được mười phần thanh cao lương tiền tẩy hết bụi trần ví tựa vàng son lá trầu ví tựa vàng son cầu xanh ví tựa trái tim thanh đồng hôm nay quỳ trước ngài rồng thông lầu lầu ông về khai sáng cho đồng cấp thực ban lương quan lớn về cấp thực ban lương y ban ngân ban xuyên để cho đồng vinh hoa trứng thuốc trứng trà quan lớn về trứng thuốc trứng trà trà thêm hương vị thuốc thêm mật lòng ông về trứng thuốc trứng trà sổ nam tàu quan lớn về mở sổ nam tàu gạch đi chữ mực phê vào chữ son phê cho hai chữ trường sinh lộc lở như hoa bốn mùa lộc lở như hoa xuân đa cát thanh sương ca chơi vời quân thần phải đạo làm tôi lên cây phủ bốn mùa xanh tươi nước thần lấy ở sông sông ngân gieo hạt nảy mầm quan lớn về gieo hạt nảy mầm gieo bao nhiêu hạt hoa thành cây xanh ông về gieo hạt nảy mầm chấm linh nhất đồng ngày hôm nay chấm linh nhất đồng nghỉ nhận được linh mới khăn hồng quan ban hào làm để tung tung tiên ơn trên phật thanh dưới theo đồng thầy một lòng không dám đơn sai cầu quan lớn về làm lễ cuốn cầu đồng tân linh mới theo cầu mà lên qua cầu rồi lại qua cầu sở nguyện như ý cho sở cầu nhất tâm khai ý tinh thanh khai khẩu thông minh thiết khai tích lắm bộ hành khai quang thập kỳ diệu quang minh chứng hình nhân
ghé tứ phủ nó kêu thố tố lỗi nha. Là bảo hộ gia đình thay quang dung nhan cần cờ yêu quang minh chiếu từ trung ngã thích tăng cúng dạng kim phúc hoàng thân thân thánh chúa tiến trung vương nghi vạn sớ dâng lên thượng lại vạn sớ dâng lên quan tuần tấu đôi xem biết rõ ràng khi cho hai chữ trường sinh.
nhị tự chàng sinh về cho nhị tự chàng sinh. Cửa nhà khang thái bao anh tai hạn trừ rốt mùa tông anh trừ tai. Cho đủ đầy ông về chức lễ tào quan. Trả hết nợ lần này hôm nay, trả hết nợ lần gì bởi chứng kiếp trước tắc cầu chưa qua hôm nay trả nợ tào quan. Giờ
phục mùa đổi bề. Quan tuần ngày lẫm liệt ngữ lên sập dâu. Sông chanh trăng nghi nước còn ghi một mảnh thank you.
lập chiến công nghi đầu. Sông nghi tranh còn chảy, chảy tuôn đôi trời thay đổi. Người anh hùng cố mang lặng xiềng, chôn sơn cùng quan lớn hoan vì tuyết nguyện, bởi lòng ai xương xa vì đời sao bội bạc, sự ngây gian còn đào lộn chẳng thành vinh lẽ thường. Trước cung điện triều thần cha xét hỏi, ngài oan vì ông nghi bươm là lơi, chiết ni hoa đoạt phụ tội trời không dung. Lạy lạy viên sứ sơn cung thủy kiệt lội qua thấu huy tỏ hơi cao mình hoàng bào lấy nhuộm tràng xanh nghi tầm tầm thần bách chiến nhục vinh lẽ thường.
hỏi đất đi hỏi trời, hỏi rằng nguyện lão chiêu người vì đâu. Không nghĩ ta tội
Tây
thơm già tốt tươi nước nghỉ non còn nhớ đi người chúc mừng rằng ý à.
chiều chú về chiếu từ trung. A Đức Tăng cúng giảng sinh phục hoàng thân cận thánh chúa thiên chúng đường đi hà. Người đẹp chúng đông sơn trang chứng cho tòa chữ thập nhị cô tiên làng. Chú về đền chứng đông sơn trang đi hà. Gọi nhau đúc ai sáng tỏ trên ngọn một bờ sâu sắc tốt tươi sương xa lên trên ngàn lắm quả thiều hoa. Son sắc tốt tươi diệp già tiên ngàn danh ngắm quả nhiều hoa ý à. Hãy thiết tìa lá vít cạnh hai hoa bỏ lãng để sạch đời sau đức thần chú nhẹ Hùng nghề vương chỉ
cổ chiều đinh nghi lý chân lê sắc phong thượng đẳng nhiều đà tới linh tề thiên tam đảo địa linh thầy ra hồi cung nguyệt hồ tấu y dần dần đề nhị nguyệt nhiều cao sơn thiên thế thank you.
quê. Ngờ thầy nhưng đã có tâm ni lòng nhất ni tâm. Sống âm thầm mồ côi cha mẹ khi gặp thầy quỳ cốc tiên sinh trọn đời làm phúc cứu dân. Về đến phủ cho
phủ soi phủ bói cho đầu đầu tân khoa lấy về đèn mờ phủ khai hồ. Chớ chín rồng lại lở ra rồng nghi hạt thông lại lẩy cây xanh rừng già bốn đi mùa vắng lặng tan qua ý à. Ý phép tiên đi chúa đã ban truyền đi ban cho đệ tử phúc hồng dài lâu này phép tiên chủ quyền đã ban truyền. Soi cho đệ tử không nhầm ý à.
xét soi đệ tử không nhập mà ban tài ban phép cho đồng tân hoa lấy phép tiền chúa đã truyền
bằng lá châu quả câu. Tiền đài trước cha bắc sơn đi màu xanh lam. Chú ngồi đó lòng còn tưởng nhớ, nhớ khi xưa thái tổ đời lễ một đi người con gái thôn quê. Trình đồng má quạt quái hả? À, đồng
trở đi từ chi trí học được đồng thôn bóng mang đồng sang bóng lịch sử, chú cho được ban danh ban diện ban quyền ban phép, chú cho được ăn tên nói lỗi hả, được biết sáu khẩu thì linh hả, người không sai để làm nhá. Ca Trung Hoa Vũ được từ nay trở đi từ chi trí học hai hàng khu khe hả, được nước chảy một dòng thuyền xuôi một bến, trên thượng dưới hạ trong ấm ngoài êm nhá. Thành đồng thủ nha, họ từ nay trở đi từ chi trí học từ đông quan nhanh từ sang đệ tử hả, từ trăm ngày gói sổ này tại ấn định chữa linh gói nghiệp, chú ban lộc âm chú tiết lộc dương cho nhá. Cho đôi bàn tay bắt thuốc cho người thần được bệnh nào thuốc lấy thuốc nào cũng đấy bắt thuốc cho người thần được khỏi bệnh nhá. Ban khen ban thưởng cho các pháp sư ngày hôm nay tỏ về tránh số rõ ràng rành mạch hả, ban khen ban thưởng cho các pháp văn nhá. Đồng anh đứng chị đồng đèn đồng thiện hả, thâm thượng của chú của thánh tôi nhá, chú bà ta đổ cho chú nhà nào, nhà đấy, thần đà các thánh hạ bảo bình an, thù miễn tam tai đông minh bách phúc nhá. Dầu ai đi xem bói cầu tài, xem trăm trăm quẻ bói không không sai quẻ nào, âm mi dương phần một thấp cao lệnh sai vạn vạn binh
đêm đâu đó dốc nghìn lòng không sai chú bà đi dạo bốn phương trời tinh linh linh thần lữ có ngôi đền thờ chi câu câu ý. Một bầu son sắc sắc tươi dịu dàng
nên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa. Chúa soi cho đêm tối mịt mờ, cho chim làm tổ bay về rừng cây cao, ngọn đuốc biên sáng tỏ xa gần về. Lệnh là sai, vạn vạn
không. Đêm đêm đâu đó giấc một đi lòng không sai chú bà đi rào khắp bốn phương trời. Thank you.
lại thắt rèm.
vị tàu lá, khi vị cành hồng vui chơi, nước nhược non đi bồng.
màu xanh ví thức trái tim thanh đồng. Châu bà về trước lễ dầu cầu ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngự chính ngôn. Dưới suối trên cầu ngồi, ai kẻ giang đang quyền tay cài bảo lạc hà giang.
chẳng già sao khéo vơn, sao lỡ vô tình ép buộc lòng tơ. Ngày máu giờ máu
nhạc bát âm xanh tiền thì sao nhị yến tiệc bày mỹ vị tiên nữ chào mừng trầu lục cung nương nghi mẫu phòng cai quản để mát mượn đất làng sương
độc cho lắm về đến đây càng nhiều. Ban cho độc giải nhất sang tiêu. Bồng lộc gió nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh độc còn nhang khói tục nghi thờ. 30 mùng 1 10 hôm rằm. 30 mùng 1 10 hôm rằm 10. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng.